Đăng lên nha, đăng cho to đấy. 1, 2, 3. Xin chào các bạn. Chiều nay mình đang review với con 4 sáo nha. Các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem những video thả diều sáo của mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.